Họ là hai nam thần nổi tiếng ở trường đồng thời cùng thích một cô gái. Hôm đó cả hai đi đến nhà Ju Ki-ung gói sủi cảo. Mẹ cô đã nhìn chúng Seo Jun vừa đẹp trai lại biết làm việc, nhưng bố cô lại thích Su Ho, vì thế ông hết mực ủng hộ anh. Mẹ Ju Ki-ung nói với cô rằng, sau này tìm bạn trai nhất định phải chọn một trong hai người này. Đột nhiên bà nghĩ ra một cách, đó là trong hai người ai gói sủi cảo đẹp nhất thì bà sẽ chọn làm con rể. Vừa dứt lời hai người lập tức bùng nổ. Mặc dù trông thì rất bình tĩnh nhưng trận chiến giữa hai người đàn ông lại đang âm thầm diễn ra. Bởi vì họ đều mang trong mình quyết tâm phải chiến thắng. Vỏ bánh đã lăn xong, tiếp theo đến phần gói bánh. Hai người dùng đôi tay ấy suốt 18 năm nay để gói. Tài năng đúng là không chê đều được, khiến gia đình vợ tương lai vô cùng ngạc nhiên. Lúc này cả hai không chỉ chuyên tâm về chất lượng mà còn cả tập trung vào hình thức. Một lát sau cả hai đã gói được một đống sủi cảo. Hai người phủi tay, bạn tưởng rằng như vậy là xong rồi sao? Không, trước đó chỉ là khởi động thôi, giờ mới là phần quan trọng. Su Ho nặn ra con rồng chín móng, còn Seo Jun nặn ra một con thiên nga tuyệt đẹp. Bố mẹ Ju Ki-ung đều ngạc nhiên há hốc mồm. Kết quả vì bố Ju Ki-ung quá tò mò vươn tay chạm vào con rồng nên đã dẫn đến sự cố. Bố ơi, quả nhiên là sự cố ngoài ý muốn. Lát sau Su Ho đến phòng Ju Ki-ung tìm cô nói chuyện, vô tình nhìn thấy những bức ảnh hồi nhỏ của cô, khiến anh nhớ đến ngày xưa khi mình còn nhỏ. Bởi vì chuyện của mẹ mà đau buồn, trong phòng truyện tranh có một cô gái luôn tìm mọi cách để chọc anh vui vẻ. Không ngờ đó lại là Ju Ki-ung, nhưng anh không nói cho cô biết mà hỏi xin một bức ảnh hồi nhỏ của cô. Hai người giằng co qua lại cứ như vậy giằng co đến tận trên giường, sự cố bất ngờ lại đến chắc chắn là điều không mong muốn. Bố Ju Ki-ung thức dậy xông đến đánh cho cô một cái, ở trong nhà mà dám làm chuyện này. Đồng thời dặn dò Su Ho phải yêu đương thuần khiết mạnh khỏe. Rất nhanh đã đến thời gian ăn cơm, Seo Jun và Su Ho cùng đi lấy bàn ăn. Seo Jun nói hai người lại cãi nhau cái gì vậy, lúc thì là tình yêu lúc thì là tình bạn. Su Ho liền nói chúng tôi cãi nhau thì liên quan gì đến cậu. Seo Jun tức giận nói nếu tôi phát hiện Ju Ki-ung không vui thì sẽ cướp cô ấy trở lại. Có thằng đàn ông nào chịu được khi nghe câu này chứ? Một giây sau hai người trượt từ trên cầu thang xuống dưới. Cuối cùng cả hai phải làm hòa theo cách truyền thống của nhà Ju Ki-ung, đó là bấm móng chân cho nhau đồng thời nói mình yêu cậu. Sau khi ra khỏi nhà hai người thấy buồn nôn chết đi được, điên cuồng xả giận vào không khí. Ngày hôm sau Su Ho đang ngồi đợi xe buýt, đột nhiên nhìn thấy bài hát của bạn thân quá cố là Sejon bị lấy cắp. Bên này Seo Jun trong lúc làm người mẫu cũng phát hiện ra. Trước đây ba người họ từng là bạn thân của nhau, bởi vì sự ra đi đột ngột của Sejon hiểu lầm chồng chất hiểu lầm khiến hai người từ bạn thành thù. Bọn họ điên cuồng chạy đến công ty sử dụng bài hát kia để nói chuyện. Đang đi qua đường một chiếc xe ô tô lao tới. Cô gái này đúng là hồ đồ, không nhìn xem người nằm trên giường là ai mà đã chạy đến khóc tu tu. Quay người lại thì phát hiện Su Ho đang ở đó. Ôi mẹ ơi, khóc nhầm người rồi. Lúc ở trường cô chính là nữ thần của mọi người, không thể để người khác nhìn thấy mặt mộc của mình được. Để không bị phát hiện ra, Ju Ki-ung chỉ có thể lấy khăn trùm đầu. Nghe hai người họ nói chuyện, Seo Jun cảm thấy rất kỳ lạ. Cuộc trò chuyện giữa họ căn bản không giống anh em họ. Ju Ki-ung sợ mình bị lộ nên vội vàng chạy ra ngoài. Ngày hôm sau, Seo Jun muốn đi vệ sinh nhưng vì tay anh bị thương phải băng bó nên không tiện lắm. Su Ho đi vào nhìn anh đang run bần bật, nói đi nói lại một hồi cuối cùng vẫn là phải giúp đỡ nhau. Lần này Ju Ki-ung trang điểm xinh đẹp đi đến bệnh viện. Khi cô mở cửa đi vào, hai mắt lập tức trợn trừng. Hai người cũng ý thức được chuyện gì xảy ra. Ju Ki-ung ngại ngùng lên tiếng chào hỏi. Su Ho vội vàng giải thích nói rằng anh đang thay quần áo cho Seo Jun. Seo Jun nhìn hai người họ ngồi đó nói chuyện vui vẻ thì rất không vui, vì thế đứng dậy rời đi. Ju Ki-ung sợ Su Ho ở đây buồn chán nên đã mang cho anh mấy quyển truyện tranh để đọc. Kết quả anh bất cẩn làm rơi xuống đất. Hai người cùng cúi xuống nhặt nên đã dẫn đến bi kịch. Ju Giang nhận lệnh của mẹ đi đến đây thăm Su Ho, vừa hay lại nhìn thấy cảnh này. Cậu đặt đồ lên bàn rồi bảo hai người tiếp tục đi, em đi trước đây. Gỡ mãi đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện. Âm thanh càng lúc càng gần, toang thật rồi, nếu để bọn họ nhìn thấy cảnh này sợ là thế giới loạn mất. Đúng lúc này bạn của Su Ho cũng chạy đến thăm anh. Thăm thì thăm thôi, cứ nhất quyết đòi mở chăn của người ta ra. Ju Ki-ung ở bên trong cũng sắp khóc ra nước mắt rồi. Bên này Ju Giang vừa mới ra ngoài thì vô tình gặp được nữ thần mà mình yêu thầm, rất rõ ràng Go Un không thích cậu. Thế là cậu bắt đầu tỏ vẻ đáng thương để được cô thương hại. Đúng lúc này Seo Jun đi đến. Go Un nhìn thấy thì cất tiếng gọi Oppa khiến Ju Giang ngỡ ngàng vô cùng. Hóa ra hai người họ là anh em ruột. Go Un quàng túi đồ lót vào cổ anh trai rồi quay người rời đi. Lúc này trong phòng bệnh đang náo nhiệt vô cùng, vừa ăn vừa chơi đùa. Ju Ki-ung ở bên trong sắp không chịu nổi nữa rồi, nhìn thấy Seo Jun quay lại, bọn họ vội vàng chạy đến chào hỏi. Sau đó bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Seo Jun nói tôi còn chưa chết mà. Lúc này một cậu bạn lấy quần lót từ trong túi của anh ra, cậu bạn tóc xoăn thấy cả người Su Ho toát mồ hôi bèn tiến đến muốn lau cho anh. Ôi mẹ ơi là rất hồng. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, cậu bạn kia nói chân của cậu nhỏ thật đấy, còn hỏi Su Ho thích màu hồng à. Seo Jun dường như hiểu ra điều gì đó, để giải cứu hai người họ anh liền bảo mọi người mau chóng về nhà đi, nhưng bọn họ nói vì tình nghĩa anh em họ sẽ ở đây một đêm. Cuối cùng Seo Jun phải dỗ dành mãi họ mới chịu đi về. Bản thân anh cũng đi ra ngoài, Ju Ki-ung thấy mọi người đi hết cả rồi mới dám chui ra ngoài, giày còn chẳng kịp đi vội vội vàng vàng bỏ chạy. Bạn có tin không, hai chàng trai này chính là nam thần nổi tiếng ở trường. Vừa lúc nãy sau khi ra viện cả hai ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, đột nhiên một đầu thuốc lá rơi dưới chân họ. Tiếp đó là một ông chú béo từ xe bước xuống. Seo Jun cứ tưởng là có mỗi một người, lập tức đứng dậy lớn giọng dạy dỗ ông ấy. Ai ngờ sau đó Seo Jun cong chân bỏ chạy để lại một mình Su Ho ngồi ở đó.
sau đó cõng Su Ho bỏ chạy. Đám người kia điên cuồng đuổi theo ở phía sau, sau một hồi rượt đuổi hai người đã bị bắt. Cứ như vậy hai bông hoa nhài đã cắm bãi cứt gà, đám người kia không có ý định kéo họ dậy bởi vì mùi quá thối, tùy tiện chê cười mấy câu rồi lập tức bỏ đi. Seo Jun liền nói vừa nãy tôi cõng cậu đấy. Su Ho dựa người vào Seo Jun nhưng bị anh ghét bỏ đẩy ra, lát sau cả hai ngồi lên công nông đi về. Còn liên tục trên người kia mặt đầy phân, đừng động vào tôi có động đâu, mặt cậu toàn cứt thôi. Seo Jun theo Su Ho về nhà, họ cùng nhau ăn mì tôm. Ôi cái mùi thơm này khiến tôi cũng thấy đói, ăn hết mì rồi mà vẫn chưa no. Cả hai lại đổ cơm vào nồi ăn như này mới chuẩn bị. Seo Jun bảo Su Ho lấy cho mình cốc nước, không ngờ anh lại ngoan ngoãn làm theo thật. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, vì không muốn để Seo Jun nghe thấy nên anh đã chạy đến một nơi bí mật, tìm góc đẹp trai nhất của mình để call video với cô. Ju Kyung hỏi anh hôm nay thế nào, Su Ho liền kể lại mọi chuyện ngày hôm nay cho cô nghe. Ju Kyung nghe xong liền bật cười, đồng thời nhắc nhở anh phải ăn thật nhiều chuối cà chua cam rau xanh, như vậy chân mới hồi phục nhanh được. Su Ho nghe cô nói vậy thì thấy rất ấm áp, hai người liên tục bắn tim cho nhau. Đúng lúc này em trai Ju Kyung xông vào bảo cô hãy nhận lấy một món quà. Đột nhiên cô nhớ ra mình mặc quần ngủ con bò sữa, cô vội nói chúc ngủ ngon với Su Ho rồi tắt máy. Su Ho nở nụ cười đầy hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau Ju Kyung cảm thấy rất vui vẻ vì hôm nay cô có thể gặp được bạn trai rồi. Kết quả vừa ra ngoài thì phát hiện anh đang đứng ở cổng đợi mình. Hai người ôm nhau thật chặt, sau đó cùng nắm tay đi đến trường. Ở trường Su Jin cố tình tiếp cận bạn mới chuyển đến, chỉ vì cô ấy trước đây học cùng trường với Ju Kyung. Sau khi Ju Kyung và Su Ho tách nhau ra, Su Jin lập tức gọi cô lại. Ju Kyung quay đầu lại nhìn hai người đang đi đến. Cô liền ngây người, không phải vì cô đang xấu xí mà vì nhìn thấy Haemin, khiến cô nhớ lại khoảng thời gian lúc trước mình bị bắt nạt. Haemin đã đứng ở một bên quay video, Ju Kyung không thèm để ý đến cô ấy lập tức kéo tay Su Jin rời đi. Mà Ju Kyung cũng không hề biết rằng tất cả mọi chuyện là do Su Jin cố tình sắp xếp, cô ta muốn quá khứ của Ju Kyung sẽ lặp lại ở ngôi trường này. Đây là chàng trai thê thảm nhất mà tôi từng gặp. Thấy trong nhà không có ai thế là cậu ấy mặc quần lót da báo nhún nhảy vô cùng thoải mái. Hóa ra trong nhà có người. Cậu bỗng chốc ngây ra, em gái còn nói anh ở nhà có thể bình thường một chút được không? Chào cậu, sau đó lại tiếp tục nhảy nhót cho đến khi vào nơi không ai nhìn thấy. Ju Kyung nghe thấy vội vàng nói vừa nãy mình không nhìn thấy gì đâu. Thật đấy, nghe Ju Kyung nói vậy Seo Jun chỉ muốn tìm cái lỗ chui cho đỡ mất mặt. Thấy Ju Kyung ra về cậu vội vàng đuổi theo. Kết quả vô tình túm phải tóc cô. Hai người này đúng là oan gia mà. Ju Kyung nói mình nhìn thấy hết rồi. Seo Jun liền hỏi nhìn thấy cái gì, quần lót da báo. Sau đó cậu cúi xuống nhìn, khiến cậu tức sắp chết mất. Ngày hôm sau đến trường Ju Kyung lại nhìn thấy Seo Jun. Cô cũng tạo dáng con hổ, nhưng cú nhảy này trực tiếp nhảy vào trong tim cậu luôn rồi. Nhìn bóng dáng cô rời đi, cậu cảm thấy hình như mình đã yêu cô gái này rồi. Bên này mấy tên côn đồ nhìn thấy ảnh Seo Jun và Ju Kyung ở trên mạng. Bọn chúng tưởng rằng cô là bạn gái Seo Jun, thì muốn báo thù cậu bọn chúng đã tìm đến cô. Sau đó gọi điện cho Seo Jun nói rằng bạn gái mày đang trong tay bọn tao, bảo cậu mau đến đây. Trùng hợp lúc đó Seo Jun lại đang ở cùng với Su Ho. Bên này Ju Kyung nhân lúc bọn chúng không chú ý đã lén lút call video với bạn. Các bạn lập tức nhận ra có điều bất ổn, bởi vì người trong video toàn là mấy tên nghịch ngợm. Su Jun lập tức nhìn ra đây là KTV đợt trước bọn họ đi. Su Ho và Seo Jun lật tung từng phòng để tìm. Cuối cùng Su Ho là người tìm ra cô đầu tiên. Anh không chút do dự nhảy lên đấm cho tên cầm đầu một trận, 4-5 người mà cũng không ngăn được. Đúng lúc này Seo Jun cũng tìm được đến. Cậu vứt cặp sang một bên nhanh chóng gia nhập trận chiến. Su Ho cũng vì đến trước mặt Ju Kyung để bảo vệ cô, tên nào xông đến thì đánh luôn. Đúng lúc này bạn thân của cô chạy đến đây, Su Jun không chút do dự đạp cho một tên ngã lăn ra bàn. Sau đó tất cả bọn họ đều tham gia đánh nhau, một trận chiến cả nam cả nữ diễn ra. Vốn dĩ Seo Jun và Su Ho là cao thủ taekwondo, lại thêm 3 viện binh mới tới, rất nhanh đám người kia đã bị đánh ngã hết. Ngày hôm sau ông chủ KTV tìm đến trường học, hết cách tất cả đều phải chịu hình phạt của nhà trường. Lúc tan học Su Ho đến tìm tên cầm đầu bắt nạt Ju Kyung hôm qua, sau đó dùng sức mạnh nam thần học đường của mình. Xin lỗi đi, xin lỗi đi, xin lỗi đi, mau xin lỗi đi, mau xin lỗi nhanh lên. Tối đến hắn chạy đi tìm Ju Kyung, cô cứ tưởng rằng hắn lại đến gây sự trực tiếp xịt cay vào mắt hắn. Hắn hoảng hốt vội vàng nói mình đến để xin lỗi. Sau khi xin lỗi xong thì cong chân bỏ chạy. Seo Jun thi được 50 điểm thì ngạc nhiên đến mức không tin được. Không ngờ lần này lại thi tốt như thế. Cậu đắc ý quay sang hỏi Ju Kyung được bao nhiêu điểm. Nhìn thấy là 49 điểm thì trực tiếp bày ra dáng vẻ khinh bỉ. 50 điểm chê 49 điểm. Su Jun là người ghi điểm cao thứ hai trong lớp vậy mà cô vẫn rất bực bội. Bởi vì chỉ có được điểm cao nhất cô mới không bị bố chửi. Tối đến khi về nhà, bởi vì thành tích điểm thi không tốt, nên mẹ cô ném hết đồ make up của cô đi, khiến cô tức đến nỗi phải bật khóc. Đúng lúc đó Su Ho đi đến tìm cô bởi vì cửa không khóa nên anh trực tiếp đi vào. Vừa hay lại nhìn thấy Ju Kyung khóc đi ra, thì chạy đến đống rác mới tìm đồ trang điểm của mình. Thấy có buồn bã như vậy, thế là Su Ho dẫn cô đi ăn mì. Bát mì có mấy won mà cô ăn như kiểu là đang ăn sơn hào hải vị vậy. Sau đó anh đưa cô về nhà, tự nhiên cô dẫm phải con run, sợ đến mức không dám động đậy. Su Ho thấy vậy liền quỳ xuống cởi giày của cô ra, sợ cô đứng một chân sẽ ngã nên bảo cô hãy ngồi xuống.
Ju Kyung do dự một lúc nhưng rồi vẫn ngồi lên. Nào ngờ Su Ho lại bảo mình bảo cậu ngồi bên kia mà. Đúng là ngại đến mức muốn độn thổ mất. Ju Kyung vội vàng cầm đồ rồi chạy vào trong nhà. Sau đó anh nói đợi một chút rồi tiến tới. Cô cũng thích phối hợp mà nhầm hai mắt lại. Kết quả thứ đợi được lại là cái kẹp tóc. Ngày hôm sau có đeo chiếc kẹp tóc xinh đẹp đi học thêm. Su Ho đang đứng đợi Ju Kyung vô tình nhìn thấy Su Jon tâm trạng không tốt nên đuổi theo. Sau khi hỏi thì biết được cô không thi được hạng nhất nên bị bố mắng cho một trận. Trùng hợp lúc này Ju Kyung lại đi đến, nhìn thấy cảnh Su Jon đứng khóc dựa vào ngực Su Ho để được an ủi. Nghĩ đến lúc trước Su Ho từng nói anh có crush rồi, vì thế cô đã hiểu lầm lên lớp học thêm. Su Ho bảo cô ngồi bên cạnh mình, nhưng Ju Kyung lại chỉ về phía sau, có nghĩa là mình không thèm ngồi với cậu đâu. Sau khi tan học cô cũng chuồn về nhanh nhất. Về đến nhà cô càng nghĩ càng buồn, rồi đột nhiên cười phá lên. Chỉ có điều nửa đêm mà cười thế này thì thật đáng sợ. Sau đó Ju Kyung tưởng tượng đồ chơi là Su Ho, điên cuồng trút giận lên nó. Em trai Ju Jang bước vào nhìn thấy sợ đến mức vội vàng đóng cửa lại. Ngày hôm sau Seo Jun nhờ Ju Kyung đi chọn quà cho em gái mình. Bỗng nhiên Su Ho gọi điện thoại cho cô, nói được mấy câu thì nghe thấy tiếng của Seo Jun. Bây giờ cô đã biết được người Su Ho thích là Su Jon, nên vội vàng tắt điện thoại, nghĩ đến người mình thích đang ở cùng với chàng trai khác. Cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại, một cánh tay bất ngờ chặn lại, hóa ra là Su Ho. Anh không nói không rằng trực tiếp kéo Ju Kyung rời đi. Seo Jun sao có thể để yên, lập tức vươn tay giữ Ju Kyung lại. Hai người cứ như vậy giằng co, hết cách anh đành phải theo cô vào trong. Đột nhiên thang máy xảy ra sự cố, ba người bị nhốt ở bên trong. Cứ như vậy hai người không ai chịu buông tay. Nếu như bạn bị nhốt trong thang máy đã thế còn mót đi vệ sinh thì phải làm sao? Ju Kyung sắp không nhịn được nữa rồi. Thang máy thì chưa sửa được. Seo Jun vội vàng cầu cứu bên ngoài. Đột nhiên Su Ho nhìn thấy chiếc cốc trong tay cậu thế là liền giật lấy, rồi giơ ra trước mặt Ju Kyung. Một phút sau cuối cùng cũng có người mở cửa ra. Không biết Ju Kyung lấy sức mạnh từ đâu một phát nhảy lên trên. Ngày hôm sau trường tổ chức hoạt động cắm trại ngoài trời. Su A bất ngờ phát hiện ra Seo Jun và Ju Kyung mặc đồ đôi. Một chàng trai chạy đến trước mặt Su Ho. Hay là mình vẽ cho cậu mấy đường nhé? Trên xe Su Ho bảo Ju Kyung ngồi cạnh mình. Ai ngờ Su Jon nhanh chân chiếm trước. Ju Kyung đành phải ra sau ngồi. Mọi người lập tức hò hét nói rằng yêu nhau đi. Đến khu cắm trại mọi người cùng chụp chung một bức. Nhìn cảnh tượng này tôi phải cảm thán một câu. Thời cấp 3 thật tuyệt đẹp biết bao. Nhưng đáng tiếc tôi không thể quay lại thời gian đó được nữa. Mọi người xô đẩy bảo hai con người mặc đồ đôi này chụp chung với nhau một bức. Thầy giáo nhìn thấy cũng chất vấn họ tại sao lại mặc đồ đôi đi cắm trại. Chụp ảnh xong các bạn lại bắt đầu gieo hò. Chắc chắn hai cậu đang hẹn hò, nếu không sao tự nhiên lại mặc đồ đôi. Lát sau trò chơi tập thể diễn ra cần 4 người một nhóm. Bạn trai Su A vì muốn tác hợp cho Ju Kyung và Su Ho. Tiếp đó là gia ám thị bảo Su A qua đây. Nhưng Su A không hiểu trực tiếp kéo bạn trai đến. Thế là Ju Kyung liền biến thành người thừa. Lúc này Seo Jun nhìn thấy cậu lập tức kéo cô vào trong đội của mình. MC bảo họ phải cùng đứng trên một tờ giấy. Bốn người ôm nhau thật chặt nhưng ánh mắt của Su Ho cứ nhìn chằm chằm vào đội Ju Kyung. Rất nhanh mọi người đã không kiên trì nổi, trò chơi còn phải tiếp tục. Su A cũng nhảy lên lưng bạn trai. Hết cách Su Ho đành phải bế Su Jun lên. Ju Kyung nhìn anh cũng nhìn cô. Cuối cùng đội kia không chịu được nữa. Bây giờ chỉ còn lại đội của Seo Jun và Su Ho. Trò chơi lại tiếp tục nâng cấp, MC bảo các chàng trai bé bằng một chân. Đội chào Seo Jun không kiên trì được tiếp ngã lăn ra đất. Cuối cùng đội Su Ho trở thành người chiến thắng. Su Ho nhìn thấy Ju Kyung đang phủi bụi cho Seo Jun, trong lòng vô cùng bực tức. Đến giờ ăn trưa ánh mắt của Su Ho vẫn dính chặt lên người Ju Kyung. Đến tối anh gọi cô ra ngoài đi dạo. Hai người càng đi càng xa, một cơn gió bất ngờ ập đến. Thật ra bọn họ không hề biết rằng con đường này được gọi là đường không quay về. Truyền thuyết kể rằng ở đây có rất nhiều thứ không sạch sẽ. Bỗng nhiên hai người phát hiện ra một con thuyền kỳ lạ trên sông. Bởi vì quá xấu nên cô gái này không dám đi học. Người mẹ quyết định đưa cô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sĩ nói gương mặt này phải cần đến mấy triệu won. Người mẹ nói chỉ cần biến con gái mình thành nữ thần thì bao nhiêu cũng được. Mắt hai mí cơ bản nhất là có rồi, vậy thì sẽ là một khóe mắt trong. Mũi thì độn cao lên một chút. Cuối cùng là lấy thịt ở mông đắp vào cằm và hai má, như vậy trông sẽ có cảm giác cân bằng hơn. Gương mặt khi hoàn thành sẽ thế này. Người mẹ vừa nhìn thì liền nói đây chẳng phải con gái tôi sau khi trang điểm sao? Còn bảo ông là bác sĩ thẩm mỹ gì chứ, kỹ thuật còn chẳng tốt bằng con gái tôi. Sau đó kéo Ju Kyung rời đi, lên trên xe bà nói muốn chuyển cô đến ngôi trường mới mà không ai nhận ra, như vậy sẽ không có ai biết chuyện cô bị bạn bè bắt nạt chỉ vì không được xinh đẹp. Buổi tối Su Ho chạy đến tìm Ju Kyung nói rằng cho dù cô có trang điểm hay không thì mình vẫn thích, bởi vì tâm hồn đẹp mới là vẻ đẹp thật sự. Sau đó anh đưa cô về nhà. Anh nhớ đến cảnh bạn mình chọc bạn gái vui vẻ, thế là liền đi đến phòng truyện tranh mở camera ra. Anh bắt đầu tấu hài cho cô. Ju Kyung vừa xem video vừa cười khúc khích. Sáng hôm sau mẹ cô nấu món thịt nướng mà cô thích nhất. Em trai Ju Jang chạy lên gọi cô xuống ăn cơm nhưng không thấy trả lời. Thế là cậu đẩy cửa xông vào trong phòng không một bóng người. Ở trường bầu trời rơi đầy tuyết, Ju Kyung đi một đôi giày da xinh xắn. Các bạn nhìn thấy cô thì đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Đi đến hành lang các bạn dường như không tin vào mắt mình. Hóa ra hôm nay cô không trang điểm. Vào trong lớp các bạn không còn chế nhạo cô như lúc trước nữa. Bỗng chốc cô không còn cảm thấy sợ hãi. Cô cố gắng duy trì nụ cười, mọi người cũng thân thiện đi đến chào hỏi cô. Ju Kyung cậu ngầu thật đấy. Đột nhiên bạn thân nhất của cô là Su A chạy ra ngoài,
Ju Kyung thấy vậy thì liền đuổi theo. Cậu chạy cái gì vậy, mình đã làm gì đâu mà bỏ chạy? Đột nhiên cô nhìn thấy mấy người bắt nạt mình lúc trước, bởi vì chuyện quá khứ nên cô cảm thấy ám ảnh. Ju Kyung sợ hãi trốn vào trong nhà vệ sinh, kết quả mấy cô gái kia cũng đi đến đây, lớn tiếng nói rằng người xấu xí như cô căn bản không xứng với Su Ho. Đủ lời nói khó nghe lọt vào tai Ju Kyung, sau khi bọn họ đi cô mới dám ra ngoài. Đột nhiên cô cảm thấy tại sao mình phải sợ họ, thế là cô tức giận chạy ra ngoài gọi bọn họ lại, đồng thời bắt họ thu lại lời vừa nói. Vừa dứt lời bọn họ liền bật cười cảm thán sao lá gan cô to vậy, tôi đang hẹn hò với Lee Su Ho đấy, Lee Su Ho là bạn trai của tôi. Bảo rằng nếu sau này còn nghe thấy bọn họ nói xấu cô và Su Ho thì cô sẽ xé tan mồm họ ra. Các bạn học đều tán thưởng Ju Kyung. Su Ho cũng cười thật tươi, nói xong cô liền đẩy bọn họ ra rồi rời đi. Su Ho thấy vậy thì liền đi đến. Trước mặt đông đủ mọi người anh hôn nhẹ lên trán cô một, cái hành động này khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Sau đó anh ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc của cô. Tin này đúng là chấn động toàn trường, hot boy lại đi yêu đương với gái xấu. Hai người nắm tay nhau vào lớp, tất cả mọi người số toàn tập, không biết tại sao Su A lại vô cùng tức giận. Su Jun cất công lên kế hoạch cuối cùng vẫn không thể chia tách hai người họ. Sau khi tan học cô ta đến tìm Ju Kyung, bảo cô cố tình làm vậy để được các bạn thương hại chứ gì. Vừa dứt lời Su A liền chạy vào, tức giận xông về phía hai người, sau đó ném thứ gì đó lên người Su Jun, bảo cô ta khiến mình quá thất vọng. Hóa ra Su A sớm đã biết người đăng video là Su Jun. Hôm đó sau khi Seo Jun kéo Su Jun ra ngoài, cô cũng đi theo sau, vì thế đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Cô cho rằng Su Jun chỉ nhất thời hồ đồ, đợi khi Ju Kyung đến thì nhất định sẽ xin lỗi. Nhưng kết quả cô ta lại buông lời sỉ nhục Ju Kyung một lần nữa. Su A thật sự rất thất vọng, cô tức giận quay người bỏ đi. Ju Kyung thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Cuối cùng cũng đuổi được Su A ở sân bóng rổ. Cô ôm chầm lấy cô ấy nói rằng mình không nói với cậu đó là lỗi của mình, bởi vì mình sợ sẽ đánh mất một người bạn. Nhưng điều mà Su A giận đó là tại sao ba chúng ta chơi thân với nhau như vậy nhưng cái gì cậu cũng nói với Su Jun. Ju Kyung liên tục nói xin lỗi, bấy giờ hiểu lầm giữa hai người mới được tháo gỡ. Họ ôm nhau thật chặt, các bạn học xung quanh đứng nhìn họ như hai con ngốc. Sau khi tan học hai người mua đùi gà ở bên đường ăn với nhau, đột nhiên nhìn thấy Hoa Khôi Trường đang bắt nạt Haemin, lần này cô không nhịn nổi nữa lập tức chạy đi can ngăn. Đây là trận chiến giữa con gái với nhau, đối diện với người từng bắt nạt mình ném quả là chuẩn mà khiến cô ta tức muốn chết. Các chị em xông lên, tuyển thủ số 1 của chúng ta là bạn Su A, bởi vì không có kinh nghiệm chiến đấu nên cô bị người ta túm đầu giật tóc. Mẹ mày có biết mày như thế này không? Bố tao biết đấy thì làm sao? Su A đánh loạn xạ vào không khí, con khốn này. Tiếp theo là tuyển thủ số 2 bạn học Haemin. Mặc dù không đánh được đối phương, nhưng cô dùng sách trong cặp để làm thiên chắn. Á còn tiện nhân này. Cuối cùng là quân chủ lực của chúng ta bạn học Ju Kyung. Nhìn vậy thôi chứ lợi hại lắm đấy. Chắc cô ấy cũng không ngờ rằng mình giỏi đánh nhau thế này. Con nhãi này, đúng là không lường trước được. Hai người đấm liên tục vào mặt nhau. Cuối cùng bọn họ quyết định dùng cách này để giải quyết. Hoa Khôi Trường chơi bẩn dám đi gọi người cứu viện. Khi hắn đang định ra tay đánh Haemin thì đàn em của Seo Jun đi đến. Anh tận dụng chiều cao 1m8 cân nặng gần 100 cân của mình để dạy dỗ họ, khiến đám người kia sợ khiếp hồn. Anh bảo Ju Kyung đi trước đi, ở đây cứ giao cho mình. Thông qua chuyện này ba cô gái liền trở thành bạn tốt của nhau, tình bạn giữa họ trở nên vô cùng khăng khít gắn bó. Về đến nhà Ju Kyung nằm thẳng lên giường, miệng thì nói gọi điện cho Su Ho, nhưng một giây sau liền ngủ quên mất. Bên này Su Ho vô cùng thảm thương, anh đợi từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, nhưng mãi mà không thấy Ju Kyung gọi. Anh còn tưởng rằng điện thoại của mình bị hỏng, thế là gọi điện cho bạn trai Su A khiến cậu thức giấc bực chết đi được. Sau đó anh tắt điện thoại. Sáng hôm sau Ju Kyung vội vàng gọi điện cho Su Ho, mặc dù điện thoại ở trên đầu nhưng không thể đánh thức được giấc ngủ ngàn năm của anh. Sau đó Ju Kyung đi đến tiệm xăm mày của mẹ, phát hiện mẹ đã âm thầm đăng ký lớp trang điểm cho cô, khiến cô hạnh phúc bay lên 9 tầng mây. Cô ôm lấy mẹ hôn chùn chụt. Vừa mới đến trường Su Ho liền chạy đến hỏi cô tại sao tối qua không nghe điện thoại của mình. Ju Kyung liền bảo cậu có thể cho mình chút không gian riêng không? Su Ho lập tức ôm lấy cô. Đúng lúc này Seo Jun lái mô tô đi đến. Ju Kyung vui vẻ trèo lên xe. Nhìn bóng dáng hai người họ rời đi, Su Ho đau đớn quỵ xuống đất. Ôi trời, hóa ra vừa nãy là mơ. Buổi tối Seo Jun đến võ quán tìm Su Ho chơi, còn nói rằng đánh nhau là dựa vào cảm giác chứ không phải tập luyện như thế này. Su Ho nói chắc chắn cậu không đánh thắng người từng tập võ như mình. Nói mãi hai người liền tỉ thí võ thuật xem ai giỏi hơn ai. Vòng đầu tiên Seo Jun bị Su Ho quật ngã. Vòng thứ hai Seo Jun ôm lấy chiếc eo gợi cảm của Su Ho, sau đó để anh ngã ra đất. Su Ho dùng chân kẹp lấy cổ Seo Jun thành công thoát ra ngoài. Vòng thứ ba Seo Jun trực tiếp bắt lấy Su Ho, dùng sức quật ngã anh ra nền nhà, sau đó xông lên trước khống chế anh. Kết quả lại bị Su Ho bắt được dùng hai chân khóa chặt lấy cổ. Bởi vì thua nên Seo Jun phải nghe theo lời Su Ho. Su Ho bảo cậu ra giữa đường biểu diễn ca nhạc. Lời bài hát ý nghĩa bỗng chốc thu hút sự chú ý của mọi người. Su Ho nhìn theo Jun hát liền nở nụ cười cương chiều, sau đó cả hai cùng đi ăn pizza. Su Ho hỏi cậu nếu như thắng thì muốn anh làm gì? Seo Jun liền nói mình muốn tỏ tình với Ju Kyung để nghe thấy đích thân cô ấy nói từ chối như vậy mình mới từ bỏ được. Su Ho im lặng. Ngày hôm sau anh dẫn Ju Kyung đi dạo phố, đột nhiên điện thoại cô reo chuông. Nhìn thấy là Seo Jun gọi, Su Ho liền biết cậu ấy chuẩn bị tỏ tình. Nếu anh em tốt của bạn muốn tỏ tình với bạn gái bạn, vậy thì bạn sẽ làm gì? Đi gặp cậu ấy đi.
Rất nhanh Ju Ki-ung đến gặp Seo Jun. Seo Jun nói với cô rằng mình thích một cô gái nhưng cô ấy có bạn trai rồi. Vậy cậu cướp lại đi. Vừa dứt lời Seo Jun liền bật cười. Đột nhiên Ju Ki-ung hiểu ra điều gì đó. Lẽ nào là Su-a sao? Còn nói rằng Su-a có bạn trai rồi cậu không được đập chậu cướp hoa. Seo Jun đúng là bị cô làm cho tức chết rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu ngây thơ của cô, trong lòng cậu lại càng yêu mến. Ngày hôm sau Ju Ki-ung trang điểm thật xinh đẹp đi đến sở thú cùng với Su-ho. Sau đó lại đi đến quán cà phê. Hai người cùng vẽ chân dung cho nhau. Đây là tranh Su-ho vẽ Ju Ki-ung, đây là tranh Ju Ki-ung vẽ Su-ho. Sau đó hai người cùng đi ra biển. Khoảnh khắc hạnh phúc này khiến người ta thật ngưỡng mộ. Nhưng lúc này hai người vẫn không biết còn rất nhiều thử thách đang đợi họ ở trước mặt. Bên này Seo Jun đi đến nhà Su-ho điên cuồng đập cửa, gọi điện thoại thì không bắt máy. Hình như cậu có chuyện gì đó rất gấp. Cho đến buổi tối cậu mới tìm được Su-ho. Hóa ra bố Su-ho ở bên nước ngoài bị xuất huyết não, bây giờ đang làm phẫu thuật. Sau khi biết chuyện, Su-ho vô cùng buồn bã, hết cách anh đành phải sang Mỹ chăm sóc bố. Hai người đều không nỡ rời xa nhau, cuối cùng Su-ho vẫn là dứt áo ra đi. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Ju Ki-ung cố gắng kìm nén cho nước mắt không rơi. Cho đến khi bóng lưng anh biến mất, cô mới đau lòng bật khóc. Làm sao đây, nếu bố cậu ấy mất thì sao? Su-ho phải làm sao? Seo Jun không biết nên nói gì, lặng lẽ ôm lấy hai bả vai cô. Trên máy bay Su-ho cũng đau lòng bật khóc, chớp mắt đã 2 năm trôi qua. Ju Ki-ung và bạn bè gặp mặt uống rất nhiều rượu, người đến đón cô lại là Seo Jun. Cậu đến rồi à? Ừm. Hóa ra 2 năm nay Su-ho chưa từng quay về. Mới đầu khi anh mới đến Mỹ, bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện. Anh cũng đã thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị về nước. Ai ngờ bệnh tình của bố lại trở nên nghiêm trọng hơn. Cứ như vậy Su-ho đành phải ở lại Mỹ chăm sóc ông. Cùng lúc đó anh gọi điện cho Yukio Ju Ki-ung, hy vọng hai người có thể chia tay. Anh không muốn cô cứ phải đợi mình mãi. Ju Ki-ung đau lòng bật khóc thật to, không đồng ý yêu cầu của anh, trực tiếp ngắt điện thoại. Seo Jun đưa Ju Ki-ung từ trong quán rượu ra ngoài, cậu muốn cõng cô về nhà. Kết quả cô lại chạy đến chỗ bán hải sản bắt một con bạch tuộc, nói rằng muốn cùng nó đi ra biển. Hết cách, Seo Jun đành phải ở lại giúp cô thu dọn tàn cuộc. Ju Ki-ung lại nhìn thấy một chiếc xe trẻ em. Taxi, làm phiền đưa tôi về nhà, đây là xe của chúng tôi. Cô đang định đi thì bố đứa bé vội chạy đến cả lại. Seo Jun cũng vội vàng đi đến xin lỗi, cậu có thể vác cô lên vai rồi chạy. Cậu đưa cô đến quảng trường. Ju Ki-ung ôm gào thét đòi cậu giới thiệu bạn gái, điều này đã chọc tức Seo Jun. Cậu cảnh cáo cô sau này đừng bắt cậu phải gặp mặt cô gái khác. Hai người đối mặt nhìn nhau, Seo Jun liền kéo cô lại gần. Ngày hôm sau Ju Ki-ung ngủ dậy đột nhiên nhớ ra chuyện tối qua, cô đi xuống phòng khách uống nước. Lim Ju Rang đưa nước cho chị. Vừa nói xong em trai từ bên cạnh đi ra, vậy rốt cuộc đây là ai, cậu đá vào đâu đấy? Bấy giờ cô mới biết tối qua Seo Jun ngủ nhà mình, mẹ cô nói nửa đêm người ta cõng con về nhà, lẽ nào cứ vậy để thằng bé về sao? Ju Ki-ung cố tình nói mình quên hết chuyện tối qua rồi, sau khi đi ra khỏi quán rượu liền mất trí nhớ. Ăn cơm xong Ju Ki-ung tiễn Seo Jun ra ngoài, quay người định đi vào thì cậu gọi cô lại, đồng thời hỏi cậu thật sự không nhớ chuyện tối qua sao? Ju Ki-ung vội vàng nói mình không nhớ, chúng ta hôn nhau rồi. Lời nói này khiến Ju Ki-ung ngỡ ngàng vô cùng. Cô nói chưa có hôn chúng, chẳng phải cậu không nhớ thì sao? Hóa ra tối qua Seo Jun vẫn là không dám hành động, bởi vì Su-ho là bạn tốt của cậu, cậu không muốn chơi đều. Về đến phòng Ju Ki-ung cuối cùng cũng nhận ra Seo Jun thích mình. Cô không dám tin đó là sự thật. Tối hôm đó Seo Jun hẹn cô ra ngoài ăn chuẩn bị chính thức tỏ tình, nhưng cậu không muốn ép cô phải trả lời ngay, chỉ hy vọng cô có thể hẹn hò với mình 3 lần, coi như là tôn trọng lời tỏ tình của cậu. Sau khi về nhà, Ju Ki-ung liền mở món quà lúc trước Su-ho tặng ra xem. Nhiều năm trôi qua rồi vậy mà cô vẫn không quên được Su-ho, lần này lấy nó ra coi như là tạm biệt quá khứ. Ở Hàn Quốc có một truyền thuyết, đó là vào ngày tuyết rơi đầu mùa sẽ gặp được người mà bạn muốn gặp. Ju Ki-ung nhìn người đã biến mất 3 năm nay xuất hiện trước mặt, cô không dám tin vào mắt mình. Su-ho từng bước đi về phía cô. Lúc này hai mắt cô đã ngập nước. Su-ho nói với cô rằng anh vừa xuống máy bay liền đến đây, sau đó vươn tay ôm mặt cô. Ju Ki-ung vội vàng đẩy anh ra. Cô nói rằng chúng ta đã chia tay rồi. Su-ho liên tục nói mình rất nhớ cậu, nhưng Ju Ki-ung đáp lại nhưng mình không nhớ cậu. Sau đó cô đau lòng bỏ chạy, Su-ho vội vàng đuổi theo. Đột nhiên bụng cô đau dữ dội, anh không chút do dự cõng cô lên lưng chạy đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói cô bị táo bón. Ju Ki-ung đứng hình tại chỗ, bác sĩ bảo chỗ này của cô toàn là phân và nước tiểu, bây giờ lấy ra là được rồi. Đúng là xấu hổ mà, cô vội vàng cầm áo bỏ chạy. Về đến nhà, Su-ho gọi điện thoại cho cô. Cô trực tiếp từ chối cuộc gọi. Sau khi biết tin Su-ho về nước, Seo Jun liền đến tìm anh. Su-ho kể lại chuyện mình vừa gặp Ju Ki-ung cho cậu nghe. Thật ra cậu biết rất rõ hôm đó bọn họ đang ăn cơm với nhau, Ju Ki-ung khóc như một đứa trẻ. Cậu biết rõ cô vẫn chưa quên được Su-ho. Ngày hôm sau Ju Ki-ung chuẩn bị đi làm, không ngờ Su-ho đã đứng trước cửa chờ cô, còn ra vẻ trùng hợp không ngờ lại gặp nhau ở đây. Ju Ki-ung không quan tâm đến anh, cô trực tiếp lướt qua, nhưng anh cứ đi theo cô còn liên mồm nói hỏi cô sao không để ý mình. Cuối cùng cô không nhịn được nữa mà quay người bỏ chạy. Cô bắt một chiếc taxi, Ju Ki-ung đi đến chỗ làm thêm, không ngờ lại thấy Su-ho ngồi ở đây. Cô hỏi anh tại sao lại biết chỗ cô làm. Su-ho bảo mình không biết gì cả, chỉ là muốn đến làm tóc thôi. Trong lúc làm anh bảo cô bê nước rót trà cho mình, thấy cô đứng im thì quản lý liền giục cô mau đi đi. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Ju Ki-ung thay quần áo xong chuẩn bị về nhà, quay ra thì không thấy Su-ho đâu nữa.
Vừa ra ngoài thì đã thấy Seo Jun đứng đợi trước cửa. Cậu nói rằng họ có 3 lần hẹn hò mà từ bây giờ bắt đầu đi. Hai người vừa rời đi thì Su Ho mua cơm quay lại. Hóa ra anh thấy cô mải làm việc mà chưa ăn gì, vì thế mới ngoài mua đồ ăn cho cô. Bên này Seo Jun và Ju Ki-ung đến sân trượt băng, sau đó cậu lại nhờ cô đi chọn hoa tai giúp mình. Kết quả Ju Ki-ung bị cậu bắt trả tiền. Cuối cùng hai người cùng nhau đi ăn. Vì không tìm được Ju Ki-ung nên Su Ho đành phải quay về phòng truyện tranh. Lúc này Seo Jun đang đưa cô về nhà, trùng hợp cũng đi ngang qua phòng truyện tranh. Khi hai người tạm biệt nhau, cậu đã ôm cô vào lòng. Ju Ki-ung đứng hình. Vừa hay lúc này Su Ho đi từ trong ra và nhìn thấy cảnh này. Seo Jun cũng đã nhìn thấy anh, nhưng cậu không định bỏ ra mà còn ôm chặt hơn. Cuối cùng cô cũng định thần lại, vội vàng đẩy Seo Jun ra. Seo Jun thấy Su Ho đã rời đi, Ju Ki-ung đang định giải thích thì cậu đã ngắt lời cô, nói rằng chúng ta còn 2 lần hẹn hò nữa. Khi đi ra ngoài đường thì bị Su Ho chặn lại. Đàn ông chính là như vậy, không có chuyện gì mà một ly rượu không giải quyết được cả. Seo Jun nói với anh là mình và Ju Ki-ung đang hẹn hò, nhưng Su Ho không tin. Sau đó hai người không nói gì thêm, cậu một ly tôi một ly, cứ thế uống mãi thôi. Ngày hôm sau Ju Ki-ung đi đến chỗ làm của Seo Jun, nhìn thấy tin nhắn của cô, cậu không vui vẻ chút nào. Đây là chồng của các bạn sao? Hãy nhìn anh ấy ôm người con gái khác kia. Ju Ki-ung biết rõ đây là cái ôm cuối cùng Seo Jun dành cho mình. Cậu đã quyết định từ bỏ cô rồi. Đột nhiên Seo Jun nói với cô, tối nay Su Ho sẽ bay về Mỹ, bây giờ cô đi tìm cậu ấy vẫn còn kịp. Lúc này trái tim cậu như bị hàng ngàn con dao cứa vào, chính tay đẩy người mình yêu ra ngoài. Cuối cùng anh cũng đi đến nơi không ai nhìn thấy. Cậu vốn muốn chạy lên sân thượng, kết quả chạy được một nửa liền không nhịn được nữa mà ngồi xuống bật khóc. Cậu nhớ lại khoảng thời gian 3 năm bên cạnh Ju Ki-ung. Người đón sinh nhật với cô là cậu, người đưa cô đi thi đại học là cậu, người chụp ảnh tốt nghiệp với cô cũng là cậu. Mỗi một sự kiện quan trọng của cô Seo Jun đều có mặt. Nhưng sự bầu bạn 3 năm đó cũng không bằng Lee Su Ho. Bên này Ju Ki-ung điên cuồng chạy đến nhà Su Ho. Cô đã đánh mất anh 3 năm rồi, cô không muốn bỏ lỡ như vậy nữa. Lúc này Su Ho đang thu dọn quần áo. Ju Ki-ung đến nơi điên cuồng đập cửa nhưng mãi mà không ai ra mở. Cô gấp gáp đến mức khóc thành tiếng, trách anh tại sao không gọi cho mình một tiếng rồi hẵng đi. Đúng lúc này cửa mở ra, cô chạy vào ôm lấy anh liên tục bảo anh đừng đi. Sau đó nhìn thấy hành lý của Su Ho, cô càng khóc thảm thương hơn. Su Ho nói rằng mình sẽ không rời đi, nhưng Ju Ki-ung cho rằng anh đang nói dối. Cậu đã thu dọn hành lý xong cả rồi. Su Ho nói rằng mình chỉ là đang sắp xếp lại. Cuối cùng cô cũng hiểu nguyên nhân Seo Jun nói rằng Su Ho sắp về Mỹ. Đó là muốn thành toàn cho hai người họ. Sau khi biết được sự thật thì cô xấu hổ chạy ra ngoài. Su Ho cũng vội vàng đuổi theo bắt lấy cô, sau đó lái xe đưa cô về nhà. Trên xe hai người nói rất nhiều điều với nhau, quan hệ cũng quay trở lại như trước. Tuy vẫn hơi xấu hổ một chút, ngày hôm sau Ju Ki-ung hẹn gặp Seo Jun đồng thời xin lỗi cậu. Nhưng cậu lại nói với cô rằng mình cũng vì bản thân nên mới tỏ tình với cậu thôi, bởi vì chỉ khi bị đá mình mới tập trung làm chuyện khác được. Ju Ki-ung biết cậu đang giả vờ như không có chuyện gì, nhưng tình yêu luôn là ích kỷ không thể chia sẻ. Hôm đó trong khi đi làm thêm, Ju Ki-ung bị người ta bắt nạt. Đúng lúc này, hóa ra là Su Jun quay về. Ju Ki-ung nhìn cô ấy nhưng không biết nói gì. Hai người cùng đi đến cà phê sách. Hóa ra năm xưa Su Jun bị đuổi học vì đã đăng video. Cô ấy đã theo mẹ ra nước ngoài sống ở nhà gì. Bố mẹ cô ấy cũng đã ly hôn. Lần này về là để xin lỗi Ju Ki-ung vì chuyện lúc trước. Su Jun nói rằng mình rất hối hận khi đã làm chuyện đó, nhưng Ju Ki-ung không hề trách cô ấy, mà trong lòng vẫn luôn coi Su Jun là bạn thân của mình. Giây phút đó hai người lại quay trở lại như xưa, bởi vì quá ngốc nên Ju Ki-ung thường xuyên mắc lỗi, lúc nào cũng bị cấp trên mắng. Hôm đó cô hẹn Su Ho ra ngoài dùng bữa. Su Ho vừa bước vào, các cô gái bên cạnh liên tục hò reo. Ju Ki-ung nhìn thấy thì, anh yêu à, sao giờ anh mới đến, em đợi lâu lắm rồi đấy. Tự nhiên cô trở nên thế này khiến anh có chút không quen. Su Ho nhìn ra đằng sau liền hiểu ra tất cả, sau đó vươn tay lau miệng giúp cô, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Không lâu sau là ngày ra mắt của Seo Jun, nhưng cậu không vui vẻ gì cả. Oppa anh đẹp trai quá, các fan thiếu nữ chắc chắn sẽ thích. Tối đến Ju Ki-ung cùng Su A chọn quần áo, bởi vì sắp đến ngày cưới của chị gái rồi. Đột nhiên Su A nhìn thấy vòng bạn bè của bạn trai mình, bối cảnh là ở quán bar vậy mà dám nói dối cô là có việc. Cô tức giận gọi điện cho bạn trai, kết quả phát hiện Su Ho cũng ở đấy, khiến hai người họ tức điên cả người. Cả hai quyết định đến quán bar giết chết bạn trai. Hai người chạy như bay đi đến đó. Khi đến nơi, Su A không nói không rằng trực tiếp lao đến túm cổ bạn trai hỏi tại sao lại đến những nơi như thế này. Su Ho ngồi gần đó đã uống đến say mềm rồi. Bạn trai Su A bảo mình vừa mới đến thì đã thấy Su Ho uống nhiều rồi. Thế là Ju Ki-ung đành phải đưa Su Ho về nhà, khó khăn lắm mới đạt được anh lên giường. Su Ho nói cô là ai, sao lại ở nhà tôi, mình là Lim Ju Ki-ung. Lim Ju Ki-ung sao, bạn gái tôi cũng tên là Lim Ju Ki-ung, cô cũng xinh lắm. Ju Ki-ung cười tươi như hoa, còn chưa chọc bảo anh chia tay bạn gái rồi hẹn hò với cô thử xem. Su Ho lắc đầu nói tôi là người đàn ông của Lim Ju Ki-ung. Ju Ki-ung liền cười tét miệng, sau đó đứng dậy định về nhà. Không ngờ Su Ho lại kéo cô lại. Hết cách, cô đành phải nằm im trong lòng anh. Một lát sau cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm Ju Ki-ung giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh có một chàng trai. Cô hoảng sợ ngã lăn xuống dưới. Sau đó nhìn điện thoại đã 3 giờ sáng rồi. Cô vội vàng vàng đi về. Nhưng Su Ho kéo cô lại bảo cô đừng đi. Sau đó thế nào thì các bạn tự hiểu. Nửa đêm cô nam quả nữ ở cạnh nhau sẽ làm gì. Sáng hôm sau Su Ho dậy sớm nấu ăn.
Ju Ki-ung nói mình còn không cả biết nấu mì, xem ra cả đời này mình phải nấu cơm rồi. Ju Ki-ung hạnh phúc cười tít mắt, một tuần sau hôn lễ của chị gái được tổ chức, chú rể chính là người mà bạn không thể nào ngờ tới, là thầy chủ nhiệm của Ju Ki-ung. Quá trình yêu đương của họ các bạn tự tưởng tượng nhé. Ju Ki-ung ra đại sảnh tìm Su Ho, anh đã thay đổi hình tượng ngày xưa tóc vuốt keo trông vô cùng trưởng thành. Các bạn học cũng đến tham gia, trong đó có cả Su Jon, mặc dù nhiều năm không gặp nhưng Su A sớm đã tha thứ cho cô ấy rồi. Mọi người nhắc lại chuyện lúc xưa, bên này chị gái Ju Ki-ung đang thử nhẫn cưới, kết quả lại không tháo ra được, hai bố con họ đang định dùng sức kéo nhẫn ra. Ai ngờ lại làm rơi xuống dưới bàn, hết cách chị gái đành phải quỳ xuống lấy, nhưng vì tay quá ngắn nên chui luôn cả đầu vào. Cuối cùng cũng lấy được, nhưng định chui ra thì đầu lại bị kẹt, bọn họ đành phải để chú rể ra ngoài đối phó với khách. Bố mẹ Ju Ki-ung ở lại nghĩ mọi cách lôi con gái ra ngoài. Xin mời cô dâu chú rể bước ra ngoài, bạn không nhìn lầm đâu, cô dâu cứ vậy đeo một chiếc vòng cổ khổng lồ bước vào lễ đường. Tất cả mọi người cùng vỗ tay chúc phúc, hiệu trưởng làm người chủ trì hôn lễ. Sau khi tuyên thệ xong, chị gái hét lớn, Han Jun-u chính là người đàn ông của tôi, mọi người đồng loạt vỗ tay reo hò. Lát sau tất cả học sinh cùng lên biểu diễn, cô dâu cũng không lép vế nhanh chóng nhập cuộc, ai ngờ cô dâu bất cẩn ngã lăn ra mặt đất. Cô lại đứng dậy tiếp tục quẩy, không khí hội trường trở nên vô cùng náo nhiệt, hiệu trưởng cũng đã tham gia, cứ như vậy hôn lễ kết thúc trong sự reo hò hạnh phúc. Một tháng sau cuối cùng cũng đến ngày Seo Jun ra mắt, mặc dù có rất nhiều thợ trang điểm nhưng cậu chỉ nhờ Ju Ki-ung đến trang điểm cho mình. Cậu bảo cô làm thế nào cũng được bởi vì đôi môi của mình rất gợi cảm. Được rồi, ngồi im nhé. Seo Jun nhìn Ju Ki-ung, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Đối với cậu mà nói, Ju Ki-ung là một người rất đặc biệt. Tối hôm đó là lần đầu tiên biểu diễn của Seo Jun, Ju Ki-ung và Su Ho cũng đến xem cổ vũ. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Bài hát mà Seo Jun hát thật ra là Su Ho viết cho cậu. Nhìn Seo Jun đứng trên khán đài, nhớ lại ngày xưa ba người họ cũng từng vui vẻ như vậy. Tạm biệt nữ thần của chúng ta, tạm biệt nhé thanh xuân của chúng ta. Tôi chúc tất cả các bạn được ở bên cạnh người mình yêu. Nếu bạn còn độc thân vậy thì hãy ước nguyện đi, có lẽ một vị thần nào đó có thể sẽ nghe thấy. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.